Rồi, chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Jibo Army & Vespa ha. Đây là một đôi giày sản xuất năm 1968 trong tình trạng là mới đẹp hoàn hảo. Còn nguyên luôn ha, chưa xài anh em. 9R. 9R thì tương đương với size chân là nó 42 anh em. Khoảng ha. Thì cái đôi giày này nó chỉ có những cái vấn đề là ví dụ như là tuổi tác của nó lớn rồi ha. Và những cái vết dơ dơ ngấn ngấn này. Rồi không thấy lủng rách lỗi lầm gì hết, bởi vì nó là mới 100% mà chưa xài. Và đặc biệt là cái đế của nó là hàng của hãng Anderson, size 9R ha. Đế rất là đẹp. Đó, còn nguyên cái lớp sơn gì mà để gọi như đánh dấu á. Bên trong nó vẫn còn cái lưới nè. Chữ nghĩa thì lâu ngày nó bay màu hết rồi. Nó thường thường đây nó ghi Rotator gì đó ha. Và đây là hàng của anh, hàng Anderson 9R, chuẩn hàng cấp phát Mỹ ha. Và cái lỗ thông hơi của nó đây này. Đôi này rất đẹp. Và giá của đôi này là 8 triệu nha anh em. Giá 8 triệu. Size 9R từ năm 1968 đến bây giờ ha. Bác nào quan tâm về đôi giày này thì hãy call cho Duy theo số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình. Những cái đôi giày mà nó còn đẹp như thế này thì gần như nó tuyệt chủng rồi nha các bác. 9R thì cái chỗ này nó gọn hơn 9W. 9W thì thường nó bè hơn, nên nếu mà nói 9W thì người nào chân 43 cũng có thể mang được. Còn 9R thì chân khoảng 42 đi ha. Đó, và nó sẽ như thế này. Ok ha. Và bác nào quan tâm về đôi giày này hãy call cho Duy theo số điện thoại cập nhật ngay trên màn hình ha. Giá là 8 triệu nguyên rin hết nha các bác. Một đôi giày rất đáng để sưu tầm. Chưa mang ha. Nếu mà mang rồi thì thường nó sẽ bị gãy mũi ha các bác ha. Cảm ơn các bác đã xem tin, đăng ký kênh, nhấn chuông theo dõi ủng hộ mình ha. Chào các bác.